Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem thêm 3 món đồ chơi nữa mà cũng thuộc về đồ chơi dùng pin. Rồi, mời các bạn xem chi tiết và màn hình nhé. Đầu tiên mình sẽ review cho các bạn xem đó là con cá la hán lưng đèn. Các bạn nhìn chi tiết về sản phẩm ha. Sản phẩm thứ nhất sẽ có tay cầm các bạn. Thứ hai là cái lưng của con cá sẽ có đèn. Ngoài cái lưng ra thì cái đuôi cũng có đèn các bạn. Với bánh xe xoay 360 độ thì gặp vật cản thì sản phẩm sẽ tự động tránh ra chỗ khác. Hết pin thì chúng ta thay pin các bạn ha. Sản phẩm này dùng 3 viên pin. Sản phẩm này là có tay cầm các bạn. Nếu như các bạn có gặp ngày lễ thì các bạn tháo tay cầm, gắn tay cầm vào trong em chúng ta đi chơi. Còn nếu như ngày thường thì các bạn tháo tay cầm ra chơi đồ chơi dùng pin. Rồi, tiếp theo đó là con cá sọc lưng đèn. Thì sản phẩm này các bạn nhìn trên cái lưng của con cá ha, nó có mấy cái sọc, ba cái sọc các bạn. Bên trong của con cá thì nó cũng có đèn led chiếu rất là đẹp, rất là dễ thương. Các bạn nhìn kỹ nè, hai cái vây của con cá nó sẽ nhúc nhích được các bạn, nó sẽ bơi được, bơi tới bơi lui được. Và dưới bụng con cá nó sẽ có bánh xe xoay 360 độ, gặp vật cản là tự động tránh ra chỗ khác. Các bạn nhìn ha, thì sản phẩm này nó cũng có tay cầm luôn các bạn. Hết pin thì chúng ta thay pin thôi. Các bạn nhìn ha, gặp vật cản tự động tránh ra này. Rất là dễ thương các bạn. Bạn nhìn chi tiết ha. Rồi, sản phẩm tiếp theo muốn review đó là con cá chép lưng đèn. Thì các bạn nhìn chi tiết nè, mình sẽ nói sơ thôi. Thứ nhất là hai cái vây con cá và cái miệng con cá nó sẽ cử động được các bạn. Thì bánh xe nó cũng xoay giống như hai con cá đầu, cũng có tay cầm các bạn ha. Thì đây là thuộc về những sản phẩm mà lồng đèn trung thu các bạn. Nhưng tới ngày lễ thì các bạn lắp cái cán vào thì con em chúng ta cầm đi chợ, đi chơi, đi công viên thì rất là dễ thương. Nhưng hết qua ngày lễ trung thu thì các bạn tháo cán ra thì vẫn thuộc vào đồ chơi dùng pin, vẫn chơi được các bạn ha. Hết pin chúng ta thay pin thôi, thì bên trong con cá vẫn có đèn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới nha. Xin cảm ơn các bạn.